Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Bảo, em nhận xét thế nào về tài năng trẻ này? Dạ, quá rõ ràng, bạn là một ngôi sao rồi. Và em có một cái nó gọi là rất là hợp lý để cho đưa bạn về với em. Đó là? Tại vì em đã làm một người rất giống với bạn trở thành một ngôi sao. Năm ngoái anh hứa cái gì với 24K Ride nó cũng đều thành sự thật. Muốn chiến thắng 24K Ride, anh có thể hứa cho em điều đó. Anh Thành ơi, thật ra là em thấy bây giờ mọi lời nói nãy giờ mọi người bình luận nó phí phạm quá. Tại em mọi người quên là em còn nón vàng. Đừng giỡn chứ. Anh thiệt bây giờ em thấy mọi người bị phí thời gian. Chứ mọi người bị quên á. Anh không nói từ sớm nè. Làm anh khó lắm. Bobby em có đồ chơi không? Phải nói chuyện đùa. Thôi em ơi, anh nói thật á. Anh nói cho em biết. Trước đó cũng có nhiều bạn anh muốn thả chiếc nón vàng rồi. Nhưng mà anh quyết tâm, anh để chờ tới em thôi. Chân thành quá. Chân thành quá rồi. Anh để chờ tới em thôi. Bởi vì anh biết em xứng đáng với điều này. Và em nên thuộc về đội của anh. Trăm lời nói không bằng một chiếc nón vàng em ạ. Lần đầu tiên mà chị thấy bài hát này nghe nó rất là xoa, nó rất là ngầu và nó đại diện cho năng lượng rất là tươi trẻ. Nó rất là cập nhật với lại xu thế bây giờ của cả thế giới. Chị chúc mừng em, hôm nay em thật sự thành công. Em thật sự là một nghệ sĩ trình diễn, em đã có rất nhiều kinh nghiệm ở những sân khấu. Tất cả khán giả ở đây đều có thể thấy được rằng là em là một người có năng lượng trình diễn rất là tốt. Có lẽ cái điều em ấn tượng nhất là cái giọng của bạn. Thành ra để dành cho rap ấy, bạn đã sử dụng cái giọng của bạn rất là tốt. Khi mà bạn quyết định chọn một cái type beat như thế này, cũng như là cái sample rất là khéo léo. Em rất là mong muốn đem bạn về với lại team của em. Cái bài trình diễn lúc nãy nó phù hợp với lại cái tinh thần của em. Và cảm giác em là một người làm việc rất là nghiêm túc. Và khi em bước vào một cái sân chơi nào đó, em đặt hết trái tim của mình vào luôn. Anh có thể cảm nhận điều đó. Em có làm anh liên tưởng tới một người mà anh đã từng dẫn dắt, đó là Jitaki. Bất cứ ai ở đây có em, đó là một sự che chân đối với anh. Cái bạn này mình nghĩ là bạn có quá nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao, đúng không? Dạ. Yeah. Bạn có một cái combo về cả giọng lẫn ngoại hình, thái độ trình diễn, everything. Còn nhiều cái mà bạn chưa thèm nói. Hát anh hay lắm, hát hay cực. Cái bạn này GIC dòng giống Yudaki, nhưng mà anh giống the mixture of cadmium and Voltaire together. Hey, you know? Việt Nam là máu đỏ da vàng. You know what I'm saying? And you represent Vietnam, bro, and you know. ตอนที่ผมตัดสินใจมารายการแรปเวทก็มีคอมเมนต์นะครับว่าผมเป็นชาวต่างชาติจะมาตัดสินแรปเปอร์ของเวียดนามได้ยังไงแน่นอนว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัดสินครับแต่ผมมาเพื่อ3อย่างเรียนรู้แสดงความรักและก็เรสเปคครับโชว์เมื่อกี้เป็นโชว์ที่แม้กระทั่งผมเป็นชาวต่างชาติแต่ทุกครั้งที่ทุกคนล้อมมันด้วยกันและทุกคนตะโกนว่าเวียดนามมันทำให้ผมสัมผัสถึงความรักชาติของชาวเวียดนามนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมมาที่นี่เพราะถ้าผมมาไม่ได้มาที่นี่ผมจะไม่รู้เลยว่าเวียดนามมันเจ๋งขนาดไหนครับ There's only one word I wanna say One love under hip hop nation Big love, big respect Rap red and big love, big respect for Vietnam Money Yeah Nhưng mà em rất là yêu bất ngờ luôn á. Nó nói, hồi qua nó nói anh Sorry bro. Hồi qua F Hero nó bất ngờ nó nói he didn't understand how crazy the Vietnamese rap scene is. When he came, he was like, damn, this is crazy. I can say Vietnam hip hop is future of our Southeast Asia. Thank you, man. Thanks for your words. Thank you. Appreciate it. You are the future. Thank you. Rồi Karik, em thấy sao về bạn à? Dạ, anh Thành đây là thí sinh em chờ đợi từ hôm qua tới giờ. Rui ơi, làm mẫu nhá. Thôi, làm mẫu không? Em cũng có nghe nhạc của bạn. Và em bị bất ngờ với những gì mà bạn thể hiện ngày hôm nay. Nó hơn cả sự kỳ vọng của em dành cho bạn nữa. Bước vô trong đây em không sợ V-Ray, cũng sợ ông nội kia, ông quá cao tay đúng không các bạn? Chưa kịp nói gì luôn. Lâu nó ngồi không, nó ăn snack mà tưởng nó vô hại. Dễ sợ. Nó vô đây nó hại mình chứ không phải là vô hại đâu. Dễ sợ thiệt. Chính xác, em là một boy Hà Nội. Có thể gửi dream đi thẳng vào chung kết.
Nghe hấp dẫn luôn. Jisoo đánh giá em cao quá rồi. Em mà về bên đây là em sẽ là gà chiến bên này. Hay quá. Chia ly. Cái bài gì bà này bóng thuộc á. Quá trời mấy người. Để làm rõ chút cho cái tên cho các bạn dễ nhớ, nãy tôi cũng bị lộn. Là bạn này tên là Manbo chứ không phải là Mambo. Đúng không? Manbo, man là đàn ông đó à. Vì sao có cái tên này mình giới thiệu luôn để khán giả hiểu rõ hơn. Dạ thiệt ra là cái từ Manbo là một cái chữ mà em viết tắt từ tên của bạn gái em. Ờ nhưng mà rap name đấy của em cũng phải đến 6-7 năm rồi chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là vẫn yêu nhau á? Dạ vẫn còn yêu nhau. Mạnh quá. Chứng tỏ là mấy anh em gớt nang này toàn là cờ xanh á. Thiệt á. Mấy điểm? Được, quá trung tình. Anh có đủ những cái sự nhạy cảm của một người từ không có gì thành có gì, từ những người thiệt thòi để vào showbiz như em, để anh đứng đó anh nhìn. Bây giờ anh cảm nhận được hết những cái mà em đang thiếu. Nói thật với em là cái ngày mà casting ở Sài Gòn em bị lỡ đọc chật đi một cái, thì nói thật là tim anh rớt theo cái đấy luôn. Yeah, và may sao em đã theo đuổi nó đến cùng. Em đã bay ra thẳng Hà Nội để em casting thêm một lần nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, em sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Đôi khi là em cảm giác giống như là mình đang làm cho anh em của em có cảm giác là bị đi chậm lại. Em cũng hơi là bứt rứt ở trong lòng của mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì việc em cần làm là cố gắng nhiều hơn để em theo kịp với anh em, chứ không phải là em phải ngồi buồn để mà ngồi suy nghĩ coi là mình có như vậy thật sự hay không. Yeah. Mỗi người một phương tiện em ạ. Và mỗi người có một cái vạch xuất phát khác nhau. Tự nhiên ví dụ như may mắn nó được nhận chiếc xe điện, là tự nhiên mình nhận chiếc xe đạp, cái mình nói mình là gánh nặng thì không đúng. Là tại vì em phải đạp được đến một cái trạm nào đó để em được đổi chiếc xe máy, cái em chạy nhanh hơn nó làm sao. Ví dụ vậy. Anh nghĩ là chúng ta chỉ cần không dừng lại thôi, cắm đầu về phía trước, kiểu gì chúng ta sẽ có một cái vận tốc nhất định. Và đó là tùy thuộc vào cái khả năng và cái phấn đấu của em. Ok? Dạ em hiểu. Tại sao tới giờ này em mới xuất hiện nhỉ? Thế 3 mùa trước em ở đâu? Dạ 3 mùa trước là em cũng đi casting, nhưng mà em không có được may mắn. Chắc lúc đó là em vẫn còn hơi ham chơi, em không coi đây là một cái mà em thực sự theo đuổi. Sau khi mà em rớt casting mùa 3 rồi, em mới ngồi em suy nghĩ là sao mình không cố gắng làm nhiều hơn. Mình không cố gắng làm nhiều hơn nữa. Ba đứa kia nó làm quá, cái làm mình phải suy nghĩ lại liền. Dạ đúng rồi ạ. Anh Thái, you like the performance? Yeah, I love it. Cái bài này hay, style của em cũng hay, and everybody, you know, you have the crowd control, and I feel like em hợp nhất á. Out of the huấn luyện viên, anh thấy em, you be ready, sẽ đẩy em lên. Anh Thái đã bình B-Ray nói luôn đi chứ chờ gì nữa nè. Dạ, như nãy giờ anh Thành kể cái câu chuyện của Manbo mọi người cũng nghe rồi, thì nếu mà tóm tắt lại cho cái character của bạn thì rõ ràng là bạn là underdog chính nghĩa. Một nhân vật rất là underrated và rất là cần phải chứng minh bản thân mình để cho mọi người thấy được là bạn xứng đáng để được giành được chiến thắng. Và em nghĩ là em có thể làm được điều đó cho bạn. Garrick, anh thấy em rất ung dung tự tại. Dạ, thì em đang suy nghĩ, anh có biết về tổ đội của em. Anh cũng ngưỡng mộ cái tình cảm anh em của tụi em. Và cái bài trình diễn vừa lúc hồi nãy thì anh khá là bất ngờ. Thật sự bất ngờ nhiều ấy. Về cách em sắp xếp tất cả mọi thứ với nhau. Anh thì anh không biết sẽ làm được gì cho em. Nhưng mà chắc chắn anh sẽ là chiếc phi cơ có thể đưa em bắt kịp đội của em nhanh nhất có thể ở đây. Dạ, em cảm ơn Chris ạ. Cuộc đời mình phải có phương tiện thôi. Đó, em phải tới được cái trạm này, cái đã được, em mới gặp được cái máy bay, cái phi cơ này đi. Đúng nó rồi. Chút. Để coi coi Karik làm được như mà lời bạn nói không nha. Yeah. Thì em nhớ những gì em hứa với anh mà. Ờ, rồi quan trọng là mình phải coi coi là có cơ may được về với Karik không nha. Tại vì mình chưa hỏi qua Su Boy. Hello Mambo. Dạ, em chào chị ạ. Dạ, chào em. Chị rất là hiểu cái câu chuyện của em, tại vì những cái thước thang chuẩn bất kỳ trong một tập thể nào, mình cũng sẽ có những người và những cái hành trình nó rất là khác nhau. Đôi khi có một số kết quả, có những người đã thấy liền được, có một số người phải đi một vòng thật là xa rồi quay về rồi mới bắt đầu tìm được là vị trí của mình là cái gì. Giống như câu chuyện cá mà leo cây vậy đó. Chị nghĩ
em đa phần là tâm lý thôi, chứ còn cái cách em tiếp cận âm nhạc hay là tất cả những gì mình có thể thấy hôm nay, chị thấy là em có thể đi xa hơn nữa và có nhiều cái khoảng để em mở rộng và em khai phá hơn. Everything's possible. Nếu như mình cứ keep on going thế thôi. Dạ. Dạ vâng ạ. Everything will be okay. Giống như bài của Hiếu đã nói. Mày biết đến ngày hôm nay khi mà em xuất hiện ở đây, em trình diễn cái bài thi này, đó là câu trả lời cho cái sự cố gắng của em và em đã đạt được. Và anh thấy hôm nay em rất là tiến bộ. Anh có nghe một bài của em là bài Anh Từng đó. Yeah. Đến từ cái bài đó cho đến với bài này thôi, anh đã thấy rất là khác. Và anh nghĩ là em rất là xứng đáng với những gì mà em đã cố gắng cho đến ngày hôm nay. Fan của Gớt Neng thì luôn luôn nói là anh là một người mát tay với cả Hiếu hay là Khang. Nhưng mà anh nghĩ rằng là đó chỉ là một cái sự, em cũng vậy, có thể là chậm hơn một chút. Nhưng mà anh nghĩ rằng Gớt Neng là những người anh em mà có thể sẽ hỗ trợ, sẽ giúp đỡ nhau và các em sẽ cùng đi lên đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh Bất ạ. Ok. Em chưa nói hết ạ. Mà anh nghĩ cái duyên rất là quan trọng. Và anh đã rất có duyên với Hiếu, với cả Khang rồi. Anh nghĩ là anh em mình sẽ có duyên với nhau. Yeah. I can saw it. We choose Karim. Really? Oh, Carrick, huh? Mình tóm. B-Ray? Yo. Yo, 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 yo. Yeah, yeah. Đó là Carrick à? Vâng, vâng. Gì đây? Và đó là ý kiến riêng của F. Ủa, ê, giám khảo được chơi vậy nha. Twist quá vậy. Bọn em bao giờ cũng là nêu quan điểm cá nhân trước. Trời đất ơi, làm hết rồi. Trước khi có quan điểm của ba anh em. Vậy chơi luôn anh Thái, anh chọn ai? Anh nói cá nhân anh đi. Hồi nãy anh nói rồi. I feel like huấn luyện viên sẽ đẩy em nhất trên cái team này là B-Ray. Yeah. Chúc chúc. Có twist nữa không? Tuy nhiên. Tới em, ở đó, đó. Bây giờ cái cuối cùng đúng không? Tình cảm anh em không bao giờ có thể không thấy gì không biết tuyệt. Đúng không ạ? Quyết định cuối cùng của anh em chúng tôi trên này đưa về Big Daddy. Really? Really? Có twist nào không? Có twist nào hay không? The last choice. Chúc mừng Big Daddy đã được lựa chọn. Babe. Nhưng đừng về đó. Hãy chạy về với Carrick. Bởi vì đây là first choice của Carrick. Ai à? Em chọn Mick. Quá là trời. Em Mick. Trời ơi. Nhưng mà nó first choice. First choice của kia. First choice hả? Yeah. Oh. 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 One, two, three. Sorry. Rồi, one. Sorry. Trời ơi, có người không ăn vẫn cay. Trời ơi, biết ơi, anh muốn biết cảm xúc em lúc này. Tại sao cuộc đời em 2-3 lần người ta đời nó dùi dập em dữ vậy biết. Anh Hành ơi, tôi cố rồi nha, tôi đã cố. Em làm như bữa nay em ra đường em không coi ngày hay sao? Trời sao hát dồn như em, tôi tội nghiệp vậy ta. Anh Thành thấy em ngồi cái tư thế ngồi ăn bánh sơi nước là anh hiểu rồi. Anh thấy ghét người ta thi nó cũng ngồi nó ăn khoai tây. Nó cắn rộp rộp. Anh bình chân như vậy thì ra là có âm mưu từ trước. Không, nhưng mà thật ra em nghĩ là nếu như mà Rick đã nhắm bạn ý là first choice thì chắc chắn là Rick sẽ có một cái plan với cả bạn ý. Nên là em cũng nghĩ rằng Membo về với cả Rick là hợp lý. Em vui lên, nói về vui lên, vui lên. Vui lên, em ơi. Cái mặt buồn quá.